À, đây này chị, đây là cái men vi sinh là hiện tại là em đã ủ được là 7 ngày rồi nè chị. Anh chị thấy không? Nó lên men vi sinh mà nó đóng thành những cái quăn quái như thế này nè. Là thành công. Và anh chị ủ men vi sinh á, mà các anh chị ngửi mà có mùi thơm thơm mà chua chua á, là như vậy là thành công rồi. Mà thúi là thua. Thì đối với men vi sinh này á, thì em hôm trước cái clip hôm trước em ủ là 1 lít nước, 1 lít men vi sinh với bột cám nè, bột đậu nành nè. Bột cám, bột đậu nành, rỉ mật ong, ong rồi đó. Thì nó sẽ ra 30 lít men vi sinh nè. Anh chị thấy đẹp không? Màu nữa này rất đẹp luôn nè. Thì chức năng của men vi sinh trong nuôi tôm nuôi cá thì nó vô bờ bến nhiều chức năng lắm, nhưng mà em thì em nuôi ốc thì chức năng thông dụng đầu tiên của nó thì nó sẽ có chức năng là nó phân hủy đi những cái bùn chất thải ở dưới đáy trong quá trình nuôi con ốc. Cái thứ hai là nó sẽ kích thích cây tảo rong rêu tốt có lợi phát triển, và cái thứ ba là nó sẽ kích thích những cái vi sinh vật vi khuẩn có lợi cho đường ruột, và con ốc ăn vào và sinh nó sẽ bóng vỏ và nước nó sẽ luôn luôn sạch. Đặc biệt anh chị nào mà sử dụng mà mình ít thay nước hoặc là ao nước tù thì bắt buộc phải sử dụng cái men vi sinh này. Thì đây là em ủ 1 lít kia thì nó sẽ tương ứng với 30 lít thứ cấp này. Thì đối với 30 lít này thì em sẽ xử lý cho ao là khoảng 5.000 khối nước nha anh chị. 5.000 khối nước. Thì quên, 30 lít này là ao 5.000 khối nước. Thì ví dụ như cái ao của anh chị khoảng tầm 500 khối thì có thể sử dụng 3 lít. À, 500 khối thì ví dụ như ao chị anh chị thì 1.000 mét vuông mà nuôi mặt nước khoảng tầm 50 nửa mét thì anh chị xử lý như vậy là 3 lít. Còn ví dụ như anh chị nuôi cái ao khoảng tầm 300-400 mét vuông á, thì anh chị sử dụng cho mình 1 lít. Thì phương pháp đánh thì anh chị cứ tạc định kỳ cho em là cứ khoảng tầm 7 cho đến 10 ngày thì mình tạc định kỳ cho ao này. Thì khi mà em ủ ra cái men vi sinh như thế này á, thì vừa cơ bản là đối với cái men này thì em có thể là sử dụng là trong vòng là 3 tháng nha anh chị. Bây giờ là em cho ra chai, ví dụ như cứ một chai một cứ lần nào em lấy thì em lấy vài lít để em xử lý, và mình có thể xử lý trong vòng 3 tháng, thậm chí có thể 4 tháng luôn. Đó, thì nhiều đây thì em có thể sử dụng được cả tháng trời nè anh chị. Đó, đây là men vi sinh nè. Thì anh chị nào hôm trước em có làm clip là cách để mà mình ủ men vi sinh, em có đợi cái link cái video link video bên dưới đó, thì các anh chị có thể xem. Đây ví dụ 1 lít men vi sinh này xử lý cũng nhiều lắm á. Ví dụ như chẳng hạn như 1 lít men vi sinh này thì anh chị tạc đệm cây thì có thể tạc được cái ao tới cả 200-300 mét vuông á. Vâng, em chia sẻ như vậy thôi. Anh chị nào thấy hay thì tặng em một share và một subscribe.